nhiều lúc mình check in trễ thì mình gặp khá một chút xíu mà người đó phải coi rất là nhiều lần. Đây là của đài báo sơ cho chúng ta biết cái câu mà người ta đang dùng trong lúc này và có nhiều người cũng xài đó là check in chicken. Giống như câu này cổ nói cho biết còn 8 tiếng đồng hồ nữa cổ bay. Bây giờ thì để xem coi còn ghế nào hay không. mọi người nghe cái trò chơi tên là chicken là coi cái người đó có sợ chết hay không khi mà đuôi xe với nhau hai xe đụng nhau lũi tới người nào chicken thì người đó lạng quan bên người nào không chicken thì cứ chạy thẳng có nghĩa là mày gà chết đó, thì mày lạng quan bên còn mày không phải gà chết là cứ chạy thẳng để cho nó đụng luôn xong lại ra nhưng mà tới ngày hôm nay có cái chiêu chơi là check in chicken là nếu mà mình gà chết á thì mình check in trước rồi mình ngồi cái ghế bào. Còn nếu mình mà ghen dạo một chút xíu, xíu đó, thì mình check in chảy. nhiều khi mình được ghế ngồi khá. Yeah. <laughs> Cô ta kiếm được cái ghế ngồi là 13A, có nghĩa là ngồi múc ở phía trên, hàng thứ 13. Phone, Chelsea she... Cô Chelsea cổ đưa lên TikTok cho mọi người xem những gì cổ làm. Cô ta đợi chỉ còn một tiếng đồng hồ nữa lên máy bay thì cậu mới check in. Để mà mới chọn cái ghế cổ ngồi. Để cổ hy vọng là hãng máy bay cho cổ cái ghế ngồi mà sang ở phía trên mà không có cần trả tiền. Đây có lý do tại sao mà kêu là check-in chicken. Cô ta check-in trễ. Chỉ còn có hai cái chỗ trên máy bay thôi. Cô đã chọn được một trong những cái chỗ mà ngon lành, ngồi bút ở trên, không cần trả tiền thêm. Cô ta nói, những gì cô ta làm thì ta số là khoảng chừng 10 lần là 9 lần là làm được hết. Tôi đây là có cái app tôi coi những gì còn ghế ngồi của trên cái chuyến máy bay đó. Tôi coi đi coi lại rất là nhiều lần. Sau khi đó thì tới lúc mà tôi thấy toàn là ghế tốt không thì tôi mới check in thì tôi được ghế tốt. Đó là làm như vậy.

giống như mình check in mà nhiều lúc mình muốn ngồi ở ngay cửa sổ hoặc là ngồi phía bên ngoài không muốn ngồi ngay giữa thường thường ngồi cửa sổ trong lúc này là phải trả tiền thêm ngồi ở phía ngoài cũng phải trả tiền thêm rồi mình chọn cái ghế nào mình muốn ngồi phải trả tiền thêm rồi bây giờ cô ta chơi cái chiêu là cứ để cho người ta check in trước ta trả tiền gì đó sau khi đó còn những cái ghế mà không ai muốn ngồi có nghĩa là ghế mà quá mắc tiền thì cô ta mới check in lúc đó thì hãng hàng không bắt buộc phải bỏ cổ vô những cái ghế đó ngồi tại vì cổ không có phải là chọn cái ghế đó là những cái ghế đó còn thì cổ nhảy vô cổ ngồi thôi cho nên ở trên hoa kỳ thì cái app nó là khá coi rõ ràng của trong hãng máy bay cho nên mình có thể chơi cái chiêu là check in cần được còn ở bên nước khác thì những cái app của họ thì nó không có chậm nữa cho nên mình không có thể nào mà dùng cái chơi cái chiêu mà check in check in khi mình đi qua nước ngoài làm như vậy thì nó rất là nguy hiểm nhiều khi mình trả thành là không có ghế ngồi nếu mà mình xài thì mình xài cái app này là mình xài trong những cái chuyến đi ở bên Europe là những cái chỗ mà British Airlines thôi chứ không có phải mà những chứng máy bay mà lớn mà xài cho đông. Nhưng mà nếu mà mình dùng cái kiểu mà check-in chicken thì đa số là mình đi một mình. Thì mình có thể dùng cái kiểu như vậy. Nếu mà đi hai người thì rất là khó khăn để mà kiếm hai cái ghế. There we go. Thời đại mới nha. Check-in chicken. So, làm sao go nha Bây giờ trời tới độ vậy luôn Còn đây là của đài báo tên Cho chúng ta biết tin ngày hôm nay Đây là của đài NBC News Báo cho biết Liên tiếp gần 2 tháng trời Ở ngay Wisconsin Nhà chức trách Đã tìm rất là nhiều lần Đi tới đi lui ngay cái hồ chỗ này Mò ở dưới hồ đủ hết nhà chức trách gắn cố gắng để kiếm người 45 tuổi. Ông ta vào tháng 8, gia đình ông báo cho biết là ông bị mất tích. Họ đã kiếm được một chiếc kayak bị lật ngược và kiếm được luôn chì phá của ông. Mà không, không có kiếm được cái xác nào ở chân đó. Về cái chuyện một người đàn ông đây là nói là bị chết chìm, chết trôi. Nhưng mà thật sự ra là ông ta giả bộ chết. Khi mà được báo cho biết là cái người này là bị mất tích rồi đi xuồng ở ngay cái khai giác ở đây rồi mất tiêu luôn. Thì chúng tôi đây không biết làm sao chỉ có đi tìm kiếm tiếp tục vậy thôi chỉ có một cách là đi kiếm ở dưới cái hồ chỗ này, coi có xác người đó ở đây hay không. Từ drone cho tới sonar, coi từ trên xuống rồi mò lặn đủ hết. Tới trong lúc mà ngày thứ 10 chúng tôi tìm kiếm, chúng tôi cảm thấy là nó có chuyện gì đó, nó không có bình thường. Sau khi đó là cảnh sát bắt đầu coi cái laptop của các ông này. Ông này là 45 tuổi. Biết được ông ta lấy tiền để gửi qua bên nhà băng của một nước khác. Đó là gần một người phụ nữ mà ông ta quen ở bên Uzbekistan. Ông ta lấy tiền bảo hiểm 375.000 ra để gửi qua. Vào bữa ở vào tháng 1 vừa qua. Sau khi đó thì chính phủ ở bên Canada đã check cái passport của ổng coi ổng có đi qua nước Canada hay không. sau khi cái ngày ông Bo Ward báo cho biết ông bị gia đình ông báo là bị mất tích. Có hai đứa con và người vợ. Hai đứa nhỏ thì còn học hai school, còn đứa con lớn kia thì học đại học. Đây là người vợ và ba đứa con tổng cộng thì hy vọng là sẽ kiếm lại được ổng ông cảm thấy như thế nào khi mà ông biết được tất cả những cái này của ông kia làm ra là giả hết theo tôi tôi cảm thấy không thể nào tưởng tượng mà cái người này lại dùng cái chiêu giả chết để mà làm cho gia đình lộn xộn không thể nào tưởng tượng được đó là của đài báo cho biết khan chút nữa đài nào báo thêm em báo thêm cho biết về chuyện này còn đây là của đài báo thêm cho chúng ta biết tình ngày hôm nay ở ngay San Quil, ô tù ở đây được nổi tiếng là có rất là nhiều tội phạm ở chỗ này. Nhà tù chỗ này là được nổi tiếng thêm nữa là một trong những nhà tù mà tệ nhất trong những nhà tù tệ. Một trong những nhà tù mà trên Hoa Kỳ kêu bằng tội phạm nặng nề là nằm ở đây. Những cái người tội phạm từ giết người cho tới hút chích rồi cả luôn bắn ấp viện cần sa ma tí cái gì đó đủ hết ở chỗ này cả luôn những người mà hãm hiếp người ta rồi đủ trò hết tại đây tất cả những người này là chỗ mà tội phạm nặng nhất của dòng dòng ở California và khắp ở trên Hoa Kỳ nữa anh này là bị ở tù trung thân luôn là dính dám tới chuyện giết người gì đó rồi rồi cướp đủ hết còn anh kia là ở đây là hai chục năm. Còn có người ở đây là cái tội giết người là hết ba lần. Ở đây là những người tội phạm nặng nề trên Hoa Kỳ ở chỗ này. Là chứa những người mà bị tội nặng ở trên Hoa Kỳ. Ngày hôm nay thì ở ngay cái tù chỗ này đưa ra một cái chương trình mới của thời đại mới đó là đánh một cái một lần. Những người ở đây là thích chơi cái trò chơi này lắm, rất là thích. Chúng tôi đây là ghiền luôn chơi cái trò chơi này, đó là pickleball. Hiện tại cái bây giờ pickleball là cái trò chơi mà nổi tiếng đang chạy rất là nhanh trên Hoa Kỳ cả luôn ở trong tù người ta cũng chơi luôn pickleball anh đó nói lý do mà tôi không có chơi sport chơi thể thao bất cứ cái gì ở trong tù đó là tại vì tôi nghĩ tới chơi thể thao rồi gây ly gỗ với nhau quấn lộn với nhau rồi có chuyện nữa cho nên tôi thấy gì không chơi nhưng mà đối với pickleball thì tôi rất là thích ở đây là không có chia rẽ gì nhau hết của về chiếc pickleball cho nên càng ngày nó càng nổi tiếng thêm ở đây từ những cái băng đảng từ nhiều chỗ khác nhau cũng đứng chung lại với nhau để mà chơi ở trong tù hồi lúc trước thì tôi đây nằm trong băng đảng ở trong tù đó là tôi chia ra tùm lum hết ngay bây giờ thì chơi chung trong của bo thì tôi thấy rất là vui chung với nhau theo ông nhìn thấy về cái chuyện mà chơi Pickleball bo này nó làm cho thay đổi hoàn toàn có phải không tôi thấy họ là giống như một con người chung với nhau mới đây nhất theo được nhìn thấy có 95% ở trong tù. 95% thì ở tù xong thì họ được rời khỏi tù. Có 65% những người được ra khỏi tù rồi thì bị bắt trả lại. Ở bên California, nhà chức trách nhìn thấy cái chuyện này rất là rõ ràng. Ngay bây giờ thì đưa ra chương trình để mà làm sao giúp đỡ cho những người tù nhân mà bắt đầu lợi đâu ra đó là bắt đầu luôn ở trong tù. Có nghĩa là làm sao để giúp đỡ cho họ sẵn sàng khi mà họ rời khỏi tù thì họ có thể hòa đồng với cuộc sống của những người bên ngoài. Có công ăn việc làm đâu ra đó. Làm như vậy, đó là giúp đỡ rất là nhiều cho biến đổi về những người trong tù mà có thể cho tương lai của họ nữa. Giống như từ giúp đỡ cho họ cái cách làm sao cho họ biết về làm trong phim ảnh, về làm ở trong internet đủ hết. Giống như từ trở thành những người mà giống như hiện tại ngay bây giờ mọi người thấy những người mà làm ở trong phim ảnh hoặc là youtube hay là này nọ đó thì cũng chỉ cho họ làm rồi còn cộng thêm tới ngày hôm nay là pickleball cỡ trở thành càng ngày càng ăn nổi tiếng hơn trước sau thì những người ở trong tù này thì cũng đi ra ngoài thì trở thành những người sống kế bên mình vậy thôi, mọi người có muốn là những người này ở tù mà 10 năm trời rồi sau khi đó rồi thả họ ra. Rồi họ không có công ăn việc làm biến trở thành trộm cướp đủ chuyện xảy ra hết. Giống như nếu mà để ở trong tù mà không có tập vật, không có chỉ dẫn cho họ những gì có thể làm cho tương lai của họ, thì khi ra tù rồi thì nó biến trở thành cũng giống như hồi trước thôi. Solution, think? Think yes, sure. um, đài hỏi anh này, đây là Pickleball, có phải là ở đây là một cái giải quyết cho mọi người không? Anh nói đây là đối với trong tù thì họ rất là thích của chơi Pickleball, có lẽ là một cái giải quyết. À, Nó vui và có sức khỏe. À, mọi người thấy không? Người ta chơi đây rất là vui. There we go. Còn đây là của đài báo thêm cho chúng ta biết tên ngầm này. Lần này đó là khoan lại bị tấn công thêm một lần nữa, rất là lớn. Ngày hôm nay là khoan bị nước Nga bắn te tua luôn hơn 200 cái missile và drone của bên nga bắn qua du lần này là bên nước nga không phải bắn qua bên du mà bắn vô những cái chỗ lính chán dẻ chân đó nga bây giờ chơi thẳng luôn có nghĩa là bắn thẳng vô những chỗ người dân ở cho chết hết luôn cho nên bây giờ là quốc qua luôn người dân giống như nga cũng canh luôn bắn vô tất cả những cái chỗ điện của bên du khoan để làm cho không có được máy hít trong mùa đông cho tất cả mọi người chết vì mùa đông bên du khoan rất là lạnh không có hít thì sẽ có người chết thôi nhiệt độ ở bên du khoan trong lúc này nó đang xuống mức chỉ cào cào mà nga lại chơi bắn quả tiễn qua canh vô người dân bắn cho không nhà cửa để ở không có điện để mà xài cho về cái chuyện mà cho có hít ở trong nhà. Cái chỗ nào mà còn nhà mà chưa bị bắn thì sẽ trở thành là không có hít ở bên dù quen. Thì người ta lạnh chết cống hết chừng. Lần này là du Ukraine vào buổi sáng bị Nga bắn. Đây là cái lần mà quả tiễn rôm cái gì đó cho bằng thằng à, nước nga có là quốc qua hết như quen tính ra cả tháng trời rồi chưa có thấy là nga tấn công khủng hoảng như vậy nhiều nơi ở bên du quan là bị bắn chứ không phải một chỗ chủ yếu là bắn vô chỗ người dân bắn vô chỗ điện điện nước bắn vô cho nó tan tành hết cho bên dân du chết vì lạnh Chết gì đói. làm cho những người dân của Du quen bỏ chạy trốn chạy xuống ở những cái nhà hầm mà cái chỗ mà xe mà xe sắp quay đó thì họ chạy xuống những nhà hầm đó để trốn đây là bắn te tô ở trơn đó trong lúc này ok đó là của đài bảo cho biết nha chuyện xảy ra bên Ukraine. Yeah, this is crazy time. Còn đây là của đài báo thêm cho chúng ta biết tin ngày hôm nay. Hold on real fast. Yeah, không có nhiều thời gian. Andy báo được nhiều thì báo ha. Đây là của đài NBC News báo cho chúng ta biết một trong những cái chuyện mà xảy ra của Olympic lên biệt mới vừa qua rất là lộn xộn. Đối với cô Jordan Tao, đối với cổ thì nó trở thành lộn xộn xì ngầu trong cả năm cô ta được thắng cái giải bronze medal cổ rất là mừng sau khi đó khoảng chừng một ngày sau thì lại olympic nói là cổ không có được thắng đòi lấy lại cái medal của cổ cái huy chương hơn đồng của cổ. Rồi cô ta bị người ta chỉ trách cũng có, nói tới nỗi lui cũng có, nói với nhiều cái nó không có đẹp cho lắm đối với một người mà da đen như cổ. Sau khi đó thì đây là cô ta lên trên đài nói cho chúng ta biết về chuyện này. Cô ta nói trong nguyên năm cổ thấy rất là buồn. Đó là đủ chuyện xảy ra hết trơn đó. Tôi tưởng đâu là perfect. Tôi đi thi Olympic rồi được thắng của cái bronze medal người ta phát cho tôi vậy thôi. Cô ta được giải thứ năm ở bên Paris lúc mà đi thi Olympic. And her coach the score. lúc cô ta được à, điểm đứng thứ năm như mà cái người khúc của cổ mới đưa ra nói cho biết là cô ta nhảy đâu ra đó cái gì cái gì cái gì đó làm sao mà cô ta lại đứng cái điểm đứng thứ năm trong khi đó là điểm cổ nhiều hơn người kia and... rồi sau khi đó cô khúc của cổ chạy đi nói với của giám khảo giám khảo ừ coi kỹ lại như lúc đó ừ đồng ý rồi cho cổ điểm cao hơn đâu ra đó là tính ra là nhiều hơn thời gian nhảy đẹp hơn cái người đứng thứ năm là cổ đứng thứ tư và cô ta đã được thắng cái giải bronze cái medal của bằng đồng đó là một cái là cổ rất là mừng và đã chụp cái hình đây là tất cả lần đầu tiên mà những người da đen mà được nằm ở trong Olympic biệt mà đi thi được thắng giải hết trơn, giống như cổ được bronze, người kia silver, người kia được gold thì rất là mừng của thi cá nhân như vậy. Đây là một cái mà tôi rất là hãnh diện. Tôi được đi chung để mà biểu diễn Rồi sau khi đó thì phát đâu cho đó cái me đồ rồi. Rồi bắt đầu của Olympic mới đưa ra nói tính gì đó. Nói là cái người khúc của cổ đưa lên khiếu đại Cổ được cái điểm đó là trễ 4 giây cho nên tính ra chảy 4 giây đã phán người kia thắng. Chứ cổ không có thắng. <laughs> We take À, đưa cái giải mà bronze này kêu cổ trả là cái medal đưa qua cho cái người mà ở bên Romania được thắng. Cổ nói chúng tôi đây có chứng minh rõ ràng thời điểm đâu ra đó báo cho giám khảo đàng hoàng chứ đâu có phải là nói bằng miệng khơi khơi đâu. Chúng tôi có chứng minh đâu ra đó thời điểm đàng hoàng báo cho giám khảo nói là chúng tôi được thắng và đúng đàng hoàng khiếu nại đâu ra đó hết trơn mà bây giờ lại trở thành vậy. <laughs> Theo của bên Sweden, lúc đó là giám khảo nói là như vậy nhưng mà cái thêm của cổ đưa ra chứng minh cho thấy luôn là thời điểm giờ nào, đúng giờ nào, lúc đó khiếu nại ra làm sao là nói đâu ra đó hết đây là cái người mà ở trên cái team của Netflix họ đã quay lại từ chi tiết thì nó có giờ cái giờ quay giờ nào đúng mấy giây báo cho giám khảo như thế nào tại Netflix lúc đó là chia năm sẽ bảy ra người thì cầm máy quay phim bên hướng này người cầm máy quay phim bên hướng kia cho nên họ có từ chi tiết đúng mấy giờ mấy phút quay vô và ra làm sao để họ về họ ráp phim đó cho nên có từ chi tiết hết cho nên À, lúc đó thì họ đưa ra chứng minh cho xem rõ ràng về chuyện này. Nhưng mà tòa án bên kia nhất khóa không chịu đó. Không phải tòa án, nhưng đó là giám khảo bên kia là không chịu. The the theo đúng theo chương trình, mỗi khi mà thi mà đưa ra một cái điểm nào mà nó sai, nó không có đúng, thì cái người khóc có quyền chạy lại ngay cái người mà giám khảo nói là ờ à, tại sao mà làm đúng y hệt như vậy mà tại sao tính là sai thì thì giám khảo nhìn ngay lập tức thì nó ờ à, đúng rồi hồi nãy giám khảo nhìn chặt lúc đó giám khảo cho điểm thêm một một điểm hoặc nửa điểm thì nó trở thành là biết địa phần thì thì lúc đó cái người khóc của cô ta cái người huấn luyện viên đã chạy tới đã nói đúng giờ đúng lúc luôn giám khảo coi đâu đó rồi mới cho cô thắng chứ đâu phải nói trễ có quyền khiếu nại trong vòng 1-2 phút đồng hồ, nếu như 15 giây gì đó, chạy lại khiếu nại, thì họ còn chắc liền, đâu đó còn nếu không thì bỏ qua. Cho nên đã làm đúng như vậy. Nhưng mà kết cuộc, thì giám khảo cũng bắt cổ, phải trả lời cái quy chương, Ương Bằng Đồng mà cổ thắng. Me, bronze... Cô ta nói là 13.66, lúc đó là họ cho tôi được thắng rõ ràng, cái điểm đâu ra đó là hơn người kia rõ ràng, Chứ đâu có phải là tôi gian lận gì đâu mà bây giờ đòi lợi đó. Đó là đưa đúng theo chương trình tao ra đó luôn. Trong lúc này là tòa án bên Switzerland, họ đang xem về cái case này. Rồi đài hỏi cổ bây giờ vì cái medal đó, cái miếng, <laughs> cái huy chương bằng đồng để đâu rồi? <laughs> <laughs> cô ta nói bây giờ cô vẫn còn cầm cái huy chương đồng đó, cổ chưa có chịu đưa ra tại vì cổ nói cổ đúng rồi tại sao phải đưa, cổ giữ đó. <laughs> Trong đài nó nói vậy rồi Thôi cổ trả bên kia luôn chứ làm gì vậy? giờ giờ ông lẽ nó qua nó giật sao? Nó qua chứ giống như uh, đâu có công bằng. đều thì cái chuyện của cô này là cái case của cổ là trở thành trên internet người ta nói rất là nhiều. Nói về cái chuyện mà phát huy chương rồi, nói thắng đã xong rồi cái thành thua, giống như very crazy con ngon. Còn đây là nói sơ cho mọi người biết ông này là ai. Ai luôn, sẵn còn chút xíu thời gian. Mọi người biết ông này, mọi người xem ông mấy cái hình ảnh trên thế giới, ông này ông ra cái cuốn sách. Ông này là dân chụp hình rất là nổi tiếng ai mà thích về chụp hình mà cảnh cảnh này kia là đều biết ông này. Ông này là dân chụp hình rất là nổi tiếng mà ông không phải chụp hình ở trên Hoa Kỳ không? ông đi rất là nhiều nước trên thế giới giống như hình như mấy chục nước đó ông chụp cho xem về cái đồ ăn mà tại sao mà nó trở thành lành mạnh như vậy mà mỗi nước trên thế giới thì họ làm như thế nào của về đồ ăn và cái gì mà tạo cho đất nước nó mạnh ra làm sao thì cũng chụp hình đó rất là đẹp ông ta nói giống như có nhiều cái lực lệ của bên Trung Quốc của bên China thì không có cho giống như chụp hình à, cho chụp hình nhưng mà ở Hoa Kỳ thì không cho nhưng mà à, bây giờ thì Hoa Kỳ cho chụp hết đây là cái sách ông mới ra đó ai hình của ông chụp đẹp dữ lắm à, hồi xưa đó em thì nói sơ cho mọi người biết ông này chút xíu hết à, <laughs> cho nó kịp thời gian tại vì ông này hồi xưa đó là dân chụp hình mà mọi người biết có nhiều cái hình ảnh chụp đó là phải cần giống như phải bay lên trên không chụp xuống nhưng mà bay trên không thì hồi xưa ổng chụp hình mà bay đó thì nhiều khi ngồi trên máy bay mà chụp xuống thì nó nhìn đâu có rõ cho nên ổng chơi cái chiêu là ổng đeo dù bay có nghĩa là ổng gắn cái dù ngồi sau lưng đó đeo cái quạt trong trống chạy tới bọc dù quạt trong trống, thổi gió lên cũng là ổng bay lên trên vậy đó ổng bay lên từ trên để ổng chụp hình xuống có nhiều lúc tai nạn kể như chút xíu bỏ mạng rồi rất là nhiều lần nhưng mà ông nói tới ngày hôm nay một cái là thay đổi hoàn toàn là không có dùng những cái dù nữa mà bây giờ là dùng drone bay bút lên trên không để chụp xuống thì nó có nhiều hình ảnh rất là đẹp đó there we go ông này là nổi tiếng đó về chụp hình mà ông chụp hình đủ hết trơn đó chụp hình cái kiểu giống như mỗi đất nước nó ra làm sao rồi rồi cái hình gì hình gì nói chung là mình nhìn giật mình lắm mọi người coi mấy cái hình của ông đó À, nhìn giật mình lắm. Ông chụp giống như ở Mỹ về những cái form. À, nó bự rộng như thế nào bên Trung Quốc. À, đồ đạc họ làm sao. Rồi cách trồng trọt như thế nào đủ chân đó Đây là một trong những cái hình của ông nè. Mọi người thấy hình ổng chụp à, của trong cái mùa. Đây là cái mùa của Thanksgiving ở trên Hoa Kỳ. Thì theo cái mùa của Thanksgiving trên Hoa Kỳ. Mọi người nhìn thấy mấy cái ô ô đó là gì không? Đó là... À, những cái trái berry à, của trên Hoa Kỳ họ trồng họ trồng rồi tới mùa đó họ thả nước vô trong mỗi cái chỗ này nó trở thành ô vuông ô vuông gì đó họ thả nước vô trong để cho những cái trái à, à, berry nó nổi lên trên rồi họ hốt những trái berry thôi <laughs> yeah. hồi xưa đó là dùng bằng tay là người ta làm cực khổ lắm thả nước vô rồi kéo từ luôn bây giờ bằng máy hết hoàn toàn thả nước vô tự động trái đó nổi lên có cọng dây nó dòng ngang nó kéo một phát một là xong yeah, totally chen đó tới ngày hôm nay và yeah, nổi tiếng ở hiện tại trong lúc này đó là những cái hình của ổng chụp à, giống như chụp ở bên trung quốc nữa đa số là picture ok đó là của đài báo cho biết nha à, ông đó còn đây là của đài báo thêm cho chúng ta biết một trong những cái sự kiện mà rất là crazy going on technological à, tội nghiệp anh này ha không? Đây là một tai nạn xảy ra rất là khủng khiếp. Tôi đây không bao giờ giống như bình thường mà không có anh ta. Họ sẽ không thấy được anh của họ nữa. Anh này 19 tuổi tên là Victor. Victor Junior. Ở bên mẹ mì Cảnh sát bên đây đã xem xét từ chi tiết. Báo cho biết rõ ràng về cái chuyện xảy ra vào bữa thứ sáu vừa qua. Đây là cái đầu của cái anh này. Cái đầu của ảnh bị văng lên trên bãi biển. Chuyện này xảy ra vào bữa ở ừ, thứ ba xảy ra. Được báo cho biết là anh này bị mất tích ở ngoài, ở ngay bãi biển ở bên mẹ mì. Theo gia đình của anh ta nói cho biết, anh ta đi chung với bạn bè của mình đi ra biển chơi. Và đi chung với đứa em nhỏ của anh nữa. Lúc đó đang đi ra tắm ở đây ở nằm về hướng nam ở Florida. Thì đang tắm bị nước bắt đầu cuốn ra bên ngoài. Anh ta cứu em ảnh trước. Rồi sau khi đó là anh bị chìm luôn xuống nước mất tiêu. Lúc mà anh ta bơi ra ngoài chung với em tôi, thì ảnh là anh lớn cho nên lúc đang bơi chung đứa em nhỏ thì ảnh nhìn em rồi ảnh quyết định he he, lúc đó ảnh nói với em ảnh bây giờ nếu mà tiếp tục nó trôi ra là hai chúng ta sẽ không bao giờ sống được đâu sẽ chết hết he her, he as as lúc đó là ảnh chụp đứa em nhỏ ảnh chọi đứa em nhỏ múc vô bên trong sau khi đó là ảnh chìm mất luôn. Rồi liên tiếp mấy ngày qua là gia đình của ảnh kêu gọi mọi người ở đây có ai nhìn thấy ảnh hay không, giống như xác của ảnh cũng được hay bất cứ cái gì. Và nếu ai nhìn thấy thì làm ơn báo cho gia đình biết. Và họ lúc nào cũng hy vọng là ảnh vẫn còn sống, nhưng mà mới đây nhất cảnh sát đã kiếm được tới ngày hôm nay gia đình chỉ còn đó là những cái gì nhớ về cái người này thôi anh tôi là một người tốt một người rất là tốt anh ta làm nhiều chuyện và hy vọng là những gì ảnh làm để mà cho ba của tôi được hãnh diện dẫn. Anh ta là một người tốt, chỉ muốn làm nhiều chuyện cho ba ảnh cảm thấy là hãnh diện dẫn thôi. Nói sơ lợn như vậy, cái anh đó là ảnh đi ra biển chơi, à, rồi sau khi đó là bị nước cuốn ra ngoài, sau khi đó ảnh quăng đứa em nhỏ của ảnh vô trong ông gần bờ được bao nhiêu thì gần thì ảnh chìm ảnh đi luôn ra bên ngoài Florida nó có nước sấy đó, nó có thể cuốn người ra ngoài luôn. Mình phải biết bơi trong lúc mà nước sấy, chứ nếu mà mình cản ngược lại nước chỉ có chết thôi. Thì anh ta đã mất tiêu mấy ngày. Sau khi vào đó, ở bữa thứ sáu vừa qua, thì ở ngay bãi biển, cảnh sát đã được kêu tới và nhìn thì ai cũng giật mình hết. Đó là cái đầu, cái đầu của ảnh còn thôi, còn cái người mất tiêu rồi còn chỉ có cái đầu thôi. That's it. Đó là của đài báo cho biết. Yeah, that's, that's, scary. Very scary, but uh, that's how it is. Cái đây là vậy ha. Chúc tất cả mọi người có một ngày vui vẻ và mạnh khỏe. Take care everyone. Gặp sao hết. Có gì hẹn gặp tất cả anh chị em vào lúc 10 giờ sáng giờ của Dallas, Texas. Take care everyone.